nhiên số 1 sẽ có một cái phần biểu diễn rất là đặc biệt mà tôi nghĩ sẽ rất là thú vị đây. Số 3 cũng là một phần thử thách về nghệ thuật. Số 4 sẽ trả lời nhanh gọn trong vòng 60 giây. Bây giờ mình mời bạn số 1 trước nè. Nơi mà em sẽ đưa virus tình yêu vào đổ bộ. Em sẽ nói yêu anh vào ngay bây giờ. Chậm là mất vì em không phải là người hay chờ. Không còn nhút nhát, không còn run rẩy. Mặc dù vậy em vẫn lúng túng mỗi khi anh nhìn thấy. Em là con cò không biết yêu bằng một cách ngọt ngào, nhưng em sẽ hóa thành khúc nếu như có người thứ ba chọt. Và nếu như anh từ chối, em nghĩ mình sẽ điên mất. Vì tình cảm em làm thật là 100% là nguyên chất. Chẳng còn muốn gặp anh trong mơ vì điều đó là hư cấu. Anh ơi xuất hiện từ đâu để em yêu anh từ lâu. Hãy đứng trước mặt em và nhìn sâu vào đôi mắt. Nhưng mà cũng đừng nhìn quá lâu không thể vết sao trên môi em chờ anh làm mờ đi. Lỡ em có khóc hãy để anh lau nhẹ trên tờ mi. Ai kêu anh khờ chi đã lỡ chót yêu con nhỏ này. Và 16 câu ở trong vơ một là lời mà em bày tỏ đấy. Yêu thì phải nói cũng như đói là phải ăn. Anh chính là người con trai mà em yêu chứ chẳng ai nữa. Hôm nay em thổ lộ anh cứ yên một chỗ. Hồ tim anh là nơi mà em sẽ đưa virus tình yêu vào đổ bộ. Yêu thì phải nói cũng như đói là phải ăn. Anh chính là người con trai mà em yêu chứ chẳng ai nữa. Hôm nay em thổ lộ anh cứ yên một chỗ. Hồ tim anh là nơi mà em sẽ đưa virus tình yêu vào đổ bộ. Dễ thương quá à. Em tính đổ virus vào ai ở đây? Đổ hết. Dạ đổ hết, ai trúng trúng. Một phần trình diễn dễ thương. Kiệt thấy sao? Em là dân phòng thu đó. Nãy giờ anh muốn đi ra rap với em luôn đó. Mà anh nghĩ là bây giờ anh sẽ rap tặng em với tất cả mọi người trước. Dạ rồi, rồi mọi người xong... cho anh Kiệt chèo hoa tay được không ạ? Sau chương trình này á thì có gì mình xong ca bên ngoài nè. Dạ rồi, thôi Kiệt. À, biết bài này hát chung cho vui nha. Ghé bên tim em để nói cho em nghe. Tại vì cứ đi xa xôi trở về đúng nơi em thôi. Khoác vai em yêu vào ngày lạnh buốt hai đôi tay. Cứ tung tăng ca mình cùng nhảy múa trong cơn say. Chẳng sợ ngoài kia người ta có nói bất cứ điều gì. Trái đất thì vẫn cứ xoay đôi ta vẫn cứ yêu đi. Đêm nay nhờ ông trên giang chứng giam yêu thương đôi mình. Bao nhiêu vì sao trên cao anh vẫn dám hái cho em. Nếu em yêu anh là lựa chọn đúng nên không sai. Nếu em không tin thì làm cam kết ngày hôm nay. Biết em cô đơn kể cả từ sáng cho tới khuya. Vì sợ không anh, ai sẽ yêu em đây. Em nên yêu một người như anh. 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 Vì sẽ không ai yêu người như anh. Đời này phủ lên bao nhiêu hào nhoáng, nhưng trong nụ cười của em vẫn lạnh. Nên em hãy yêu một người như anh. Đặt tất cả em có vào anh. Nhớ đến anh mỗi khi nào em cần thiết. Có bờ vai nào đó bên cạnh. Em ơi vì cứu lấy một mọi người còn hơn xây bảy tháp mua đồ. Em hãy cứu lấy kẻ phàm phu này nếu con tim em còn đủ chỗ. Vì anh còn biết phải đi về đâu khi mỗi bước chân không còn nghĩa lý. Anh đi về đâu khi niềm vui và em có cùng một địa chỉ. Anh chỉ là kẻ mang theo hành lý, là những giai điệu được tái chế từ những tâm sự anh đeo đăng ký. Anh là cát bụi, là đá, là sỏi, cũng phải tạm trải bước chân em đi. Nên có quá khó để em yêu một người như anh không cần phải nghĩ. Hay quá mà nãy giờ giấu. Em thấy là em bắt sóng với anh được rồi đó. Vậy em có biết ai là người ấn tượng với em không? Là anh áo trắng. À vậy hả? Đúng rồi. Theo như cái giác quan của em. Dạ đúng rồi. Với lại em nhớ cái giọng nói. Đúng không ạ? Đúng rồi. Nhưng mà ra đây lại bắt sóng về anh đọc rap này hơn. Vậy là cái mục đích của em đã đạt được rồi anh. Đúng rồi. Thả virus hồi nãy cô nói mà. Bây giờ mời em vô phòng trở lại. Em cảm ơn mọi người. Và bây giờ sẽ là phần thử thách của bạn ở vị trí số 4. Hỏi nhanh đáp nhanh trong 60 giây. Xin mời bạn. Yeah.
Chào em. Dạ chào anh. Sẵn sàng chưa em? Dạ rồi. Bắt đầu. Mối tình duy nhất của Chanh Chin kéo dài trong bao lâu? Dạ kéo dài trong 2 năm ạ. Món tủ của Vũ Kiệt là gì? Dạ hình như là không có món nào hết. Môn thể thao của Kiệt từng chơi là gì? Dạ là môn cầu lông. Gia đình Chanh Chin có mấy anh chị em? Em không nhớ. Chiều cao của Vũ Kiệt là bao nhiêu? Dạ là 1m7. Chanh Chin thích mẫu bạn gái như thế nào? Em vẫn còn thời gian. Ta đọc lại nha. Mối tình duy nhất của Chanh Chin kéo dài trong bao lâu? Dạ trong vòng 2 năm. Món tủ của Kiệt là gì? Dạ không có. Môn thể thao của Kiệt từng chơi là cầu lông, em trả lời đúng rồi. Gia đình của Chanh Chin có mấy anh chị em? 2 anh chị em. Vũ Kiệt cao bao nhiêu? Dạ cao 1m7. Mẫu bạn gái của Chanh Chin thích là như thế nào? Điềm tính như vậy. Điềm tính hả? Cảm ơn em. Trên đây thì em đang trả lời đúng 2 câu hỏi. Tin 6 chắc hơi hồi hộp. Không sao hết. Hai em ấn tượng sao, nói một câu nghe chơi. Em có thích hát không? Dạ em thích hát nhưng mà em sợ em hát thì không ai dám nghe. Thôi để anh nghe cũng được. Giống như là tần số riêng đúng điện luôn. Mình gặp gỡ vậy được rồi. Thôi dạ. Mình lát gặp lại. Dạ. Cảm ơn em rất nhiều. Và bây giờ sẽ là thử thách của cô gái ở vị trí thứ 3. Sẽ là một phần trình diễn âm nhạc. Xin mời. Mà sau giờ bỗng tình lặng, buồn yêu kết thúc rồi, anh chẳng nói một lời mà sau lòng cứ rơi bời. Trời ơi, thà người đừng bước đến đây, ta chẳng biết về nhau. Giờ người vội vã đổi thay nên mình em u sầu, tại vì em ngốc nghếch nên chẳng nghĩ ngờ anh, nên giờ em xa hết anh cho không khí trong lành. I'm gonna love, gonna love, gonna love, love you. No, 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 I could never. I'm gonna hate, gonna hate, gonna hate, hate you. Yeah, 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 I will be better. Mới hôm nào anh còn nói sẽ yêu nhiều, mà sao giờ bỗng thinh lặng. Buồn yêu kết thúc rồi, anh chẳng nói một lời mà sao lòng cứ rơi bời. Trời ơi, hai người đừng bước đến đây, ta chẳng biết về nhau. Giờ người vội vã đổi thay nên mình em u sầu, tại vì em ngốc nghếch nên chẳng nghi ngờ anh, nên giờ em xa hết anh cho không khí trong lành. I'm gonna love, gonna love, gonna love, love you. No, 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 I would never. I'm gonna hurt, gonna hurt, gonna hurt, hurt you. Yeah, 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 I would be better. Chẳng hoa là do với cái ông trời cho anh đẹp trai, em đã dặn lời chưa kịp làm gì nên đã đổ rồi. Yêu em thật lòng mà em tưởng cô nghĩ rằng anh chỉ hôn quen qua đường rồi mới hôn rồi đánh bại chuột. Trời ơi, hai người đừng bước đến đây, ta chẳng biết về nhau. Rồi người vội vã đổi thay nên mình em u sầu, tại vì em ngốc nghếch nên chẳng nghi ngờ anh, nên giờ em xa hết anh cho không khí trong lành. I'm gonna love, gonna love, gonna love, love you. No, 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 I would never. I'm gonna hate, gonna hate, gonna hate, hate you. Yeah, 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 I will be better. I'm gonna love, gonna love, gonna love, love you. No, 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 I will never. I'm gonna hate, gonna hate, gonna hate, hate you. Yeah, 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 I will be better. Chanh Chin sao, cho chị có ý kiến nhỏ nhỏ giá chị mới hát coi. Dạ em thấy là rất là tuyệt hả chị. Còn chị sao, mời vô phòng tu không? Cái này chắc đỡ mất công về chỉnh, nó tại hay quá rồi. Ra đây nhảy múa hát hay quá, làm cho hai chàng trai rung rinh ấn tượng luôn rồi. Lát nữa gặp lại em nhé, cảm ơn em rất nhiều. Hai bạn nam sẽ ấn tượng với ai? Nhưng trước hết chúng ta hãy cùng nghỉ lại trong một phút nhé. Hãy
bình tĩnh lại. Tại vì nhiều khi diễn tài năng cái mình quên đi cái cảm xúc ban đầu ha. Nhớ lại cảm xúc ban đầu và mời chọn ấn tượng lại. Mời em. Giọng nói của bạn khá là dễ thương. Cái chiều cao cũng hợp với chiều cao của em. Rồi đặc biệt là thích nấu ăn. Mà em rất là thích nấu ăn chung với lại... Với lại nhỏ nhỏ dễ ôm vô lòng. Đang nấu cái đứng sao chơi lới hả không? Đánh bột cho mình nấu cơm giùm nha. Đó, giống như là cưng á. Đó. Vậy là em vẫn ấn tượng với bạn số 4. Dạ đúng rồi. Mời đèn của bạn số 4. Nếu mà nói ấn tượng thì hiện tại em đang ấn tượng với bạn số 3. Đọc rap với lại hát em thích hát hơn. Dạ. Mời đèn của bạn số 3. Trước khi mời gặp gỡ bạn số 1, bây giờ mình sẽ được nhìn khuôn mặt thiệt. Hai bạn lên sân khấu quay mặt lại đây cho tôi. Và bây giờ mời màn hình. Đổi không? Muốn đổi lại không? Dạ không, không đổi không? Mời về chỗ, mời tắt màn hình. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với lại cô nàng ở vị trí số 1 nhé. Xin mời em. Ai chọn kem cao đầm vậy? Dạ, một người chị chơi thân của em. À, ai chọn kem nó dày vậy? Dạ em. Như lọ lem á, cái ngày mà đi gặp hoàng tử vậy đó. Dễ thương lắm. Em cảm ơn mọi người nhiều. Em có buồn không? Dạ không ạ. Cái mục đích chính của em đến đây là thêm bạn, thêm vui thôi. Nếu mà tìm được một nửa của mình thì càng tốt. Còn không thì em sẽ có thêm được 3 người bạn ở đây và 2 anh ở đây cùng tất cả mọi người trong trường quay ạ. Em đã bao nhiêu mối tình trước đây rồi? Dạ em có 3 mối tình. 3 mối tình luôn. Cái mối tình đầu tiên là anh đấy hơn em 1 tuổi và thích em 3 năm cấp 3 và cũng có góp cái công mà ôn thi để cho em đậu đại học. Nhưng mà đến khi quen nhau thì chỉ được vài tháng thôi. Nhưng mà bây giờ vẫn là tri kỷ của nhau. Còn mối tình thứ hai thì em quen cũng gần 2 năm nhưng mà sau đó bạn đó lại quay lại với người yêu cũ. Mối tình thứ ba là cách đây cũng hơn 1 năm thì quen nhau và cảm thấy hợp làm bạn hơn. Tại vì cũng từ bạn mà lên. Trong 3 mối tình đó em thấy mối tình nào nó để lại cho em nhiều cái cảm xúc nhất? Dạ cái mối tình thứ hai ạ. Tại vì lúc đó là em còn gặp biến cố của gia đình nữa. Cảm thấy rất là bất lực. Rồi lúc mà khi mình gặp biến cố trong tình cảm như vậy thì ai sẽ là người em chia sẻ? Em rất là may mắn là ba với mẹ như là người bạn thân của em vậy. Chứ không phải là quy củ hay là khoảng cách hay là bắt ép. Luôn luôn tôn trọng. Và em rất là dễ chia sẻ từ nhỏ như vậy. Vậy là em là người may mắn. Dạ đúng rồi. Qua đây mình có thể nói gọn hơn về một cái mẫu hình bạn trai mà em mong muốn. Dạ thì ngày hôm nay không có may mắn bắt tần số với hai anh. Nhưng mà em cũng muốn chia sẻ một chút về cái gu bạn trai của em. Thì cao hơn em trên 1m72 càng tốt. Biết nấu ăn chứ không cần phải nấu ăn giỏi hay là nấu ăn ngon. Tại vì em thích những cái buổi mà lễ hay là cuối tuần thì có thể cùng vào bếp với nhau. Anh ok, anh có... Nhưng mà hình như anh có chủ rồi phải không anh? À chuyện đó hoa cũng... Hoa dại bên đường.